Xin chào mọi người. Chân bệnh đế tiên Diệp Đế Hào 1044. Một trận truy đuổi cùng chạy trốn đồng tính này quá lớn đã rước lấy rất nhiều người hóng hớt. Nhìn thấy hoàng hổ tánh thể đại triển thành uy lớn như vậy, giết cho hồng hoang quăng ngũ cởi giác để vô cùng phấn khích, máu tươi cũng không nhịn được mà sôi trào. Quả nhiên có thể chống đỡ được chư thiên còn phải là hoàng hổ tánh thể. Câu nói này đã trở thành một chân lý khắc sâu vào trong lòng thế nhân. Nương theo trận giết chóc đẫm máu, nương theo tiếng kêu lên của hồng hoang, tiếng ầm ầm của đại chiến dần dần nhỏ đi, cho đến cuối cùng triệt để tan biến tại tinh không, tinh vực mênh mông cuối cùng cũng được an bình. Vùng tinh không kia tàn tạ không chịu nổi, nhuộm đầy máu hồng hoang. Đợi nhân tu của chư thiên chạy đến, đã không thấy cái bóng Diệp Đế Hào cùng hồng hoang tộc. Bại, hồng hoang tộc lại bại, thất bại thảm hại. Mười chúng tộc tổng còn có đến mấy vạn người, đại thánh không dưới mấy ngàn, lại sửng sốt bị Diệp Đế Hào một người giết cho thất bại tan tác mà chạy trở về, còn sót lại không đủ 1.000 người bỏ mạng trốn về hướng tổ địa. Nhân tu của chư thiên ngừng chân hồi lâu không hề nhúc nhích, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cái tên thánh thể lần nữa chiếu cáo với hồng hoang, chư thiên vạn vật cũng không phải là không có người. Tại một sao trời tĩnh mịch, Diệp Đế Hào hiện thân, một bước không đứng vững suýt nữa đã ngã xuống đất. Trận đại chiến này cho dù thu hoạch toàn thắng nhưng anh cũng bị thương nặng. Nếu không nhờ có thánh đạo về trời thì anh sớm đã ngã gục. Bên trong đồng lô, Thiên Tướng Nguyệt một bước lao ra đỡ lấy Diệp Đế Hào. Trận huyết chiến này nàng nhìn hết từ đầu đến đuôi, lại một lần nữa chứng kiến sự bá đạo của hoang cổ thánh thể. Hoàng giả thứ 10 của đại sở nàng, vô luận đi đến đâu cũng sẽ không bôi nhọ uy danh của tiền bối. Không sao, ta không chết được. Diệp Đế Hào lau máu tươi, mỏi mệt ngồi xuống. Thiên Thân Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Đế Hào, nhưng cho dù vô tình hay cố ý, thì ánh mắt của nàng cũng lén lén nhìn Diệp Đế Hào. Khoảng cách gần như vậy, nàng rõ ràng có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của Diệp Đế Hào. Dưới bóng trăng, đôi mắt đẹp của nàng có chút mông lung, tâm thần cũng hoảng hốt. Nhìn xem Diệp Đế Hào bây giờ giống như đang nhìn Thành Huyền Phong năm đó. Năm đó, nàng vẫn chỉ là một cô bé không rành thế sự, cũng ngồi bên cạnh Thành Huyền Phong như vậy, cũng nhìn Thành Huyền Phong như nhìn Diệp Đế Hào bây giờ. Nàng cũng không biết người mà nàng nhìn chính là sát thủ Thành Vương, mà lại đã từng còn suýt nữa đã tuyệt sát mẫu thân của nàng. Thế nhưng cái nhìn kia, một cái chớp mắt kia, chính là cái nhìn vừa thấy đã yêu. Thành Vương cái thế giống như một hạt giống đã bén rễ và nảy mầm trong lòng nàng, cho dù qua một cái đại luân hồi nhưng vẫn khắc sâu vào trong linh hồn nàng, đó là tình yêu vượt luân hồi. Nhìn bằng hai mắt là được rồi, Diệp Đào nói, chỉ lo vỗ tro bụi trên bờ vai. Suy nghĩ của Thiên Thu Nguyệt bị cắt ngang, nàng vội vàng đưa mắt nhìn chỗ khác, lại vội vàng tìm một chủ đề che đầy sự bối rối trong nội tâm. 70 năm ngươi tại sao không trở về đại sở? Tại sao lại đi U Minh đại lục? Vậy còn ngươi vì sao không trở về nhà? Diệp Đế Hào cười nhìn Thiên Thương Nguyệt. Thiên Thương Nguyệt không nói gì, chỉ gượng cười một tiếng. Người ngươi gặp ở U Minh đại lục chính là Lục Đạo Ứng Kiếp. Diệp Đế Hào lời nói ung dung. Khó trách cùng ngươi trời sinh giống nhau như vậy. Lúc tu hành ta cùng Nhân Vương cũng gặp qua Nguyệt Hoàng, Ứng Kiếp trở thành phàm nhân. Ta biết. Thiên Thương Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ta cũng đi qua cổ tinh kia, cũng trông thấy mẫu thân Ứng Kiếp. Giờ phút này tính ra nàng Ứng Kiếp cũng đã 70 năm, đã là tuổi xế chiều. Yên tâm đi, Nguyệt Hoàng tiền bối phong hoa tuyệt đại, nhất định sẽ có thể Ứng Kiếp qua ải. Ta mượn lời cát ngôn của ngươi. Thiên Thương Nguyệt cười khẽ. Sau đó nàng mới chậm rãi đứng dậy. Ta phải lên đường rồi, năm nào đó sẽ gặp lại tại đại sở. Gặp lại tại đại sở. Diệp Đế Hào mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay.
đem một thanh kiếm chuẩn đế dung nhập vào trong cơ thể Thiên Thư Nguyệt. Đó là kiếm chuẩn đế mà Lâm Tinh cho anh mượn, lần này tặng cho người đúng là rất tự giác. Đa tạ. Thiên Thư Nguyệt không không chối từ, liền lao lên hư không, biến mất không còn tung tích. Nhìn qua bóng lưng Thiên Thư Nguyệt rời đi, Diệp Hào thở dài một tiếng. Có lẽ Thần Huyền Phong sớm đã không còn tại thế, mà Thiên Thư Nguyệt lại còn đang lừa mình dối người vì tình duyên năm đó đau khổ đi tìm. Thu lại ánh mắt, Diệp Hào mới xé bỏ quần áo dính máu đỏ ngòm. Sau đó chính là từng túi trữ vật chồng chất thành núi, để là ăn cướp được từ Hồng Hoang tộc bên kia. Nguyên thạch nhiều vô số kể, linh đan linh thảo, những thứ này cũng là không ít. Đáng tiếc cũng có vật liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, còn lại chính là bí quyển cùng pháp khí, đây là những vật phi phạm. Trận chiến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, cũng không uổng công anh mạo hiểm tuyệt sát Kim Ngư Vương. Nhắc đến tên thần trợ công kia, anh lại xách ra túi trữ vật của Kim Ngư Vương, kỳ vọng có thể tìm được pháp môn đế đạo tức đoạt. Đây chính là tiên pháp đế đạo, là thần cấp âm 10, nếu là học được tất sẽ như hổ thêm cánh. Thế nhưng tiếc nuối chính là tuy nhiên không tìm được đế đạo tức đoạt kia. Loại tiên pháp cấp bậc kia như thế nào hắn lại cất ở trong túi trữ vật được chứ? Kim Ngư Vương đã tán diệt, lại khó mà tìm được đế đạo tức đoạt, hơn phần nữa cũng sẽ thất truyền. Không tiếp tục nghĩ tới chuyện Kim Ngư Vương, anh xoay người nhảy lên bước ra khỏi cổ tinh. Hồ đấu giá của U Minh Đại Lục sắp diễn ra, sẽ có đấu giá chân hỏa, anh không thể bỏ lỡ. Lại về tới U Minh Đại Lục đã là ban đêm. Từ xa xa, Diệp Đào đi nhìn thấy tại cửa thành đứng đó một người, chính là Lâm Tinh tên kia. Tuyệt đối đừng hiểu lầm hắn, hắn cũng không phải là tới đây đón Diệp Đào, mà là chờ lấy lại chuẩn đế binh của mình. Thấy Diệp Đào trở về, con hàng này trên tru sông tới, rất là dứt khoát đưa tay. Kiếm chuẩn đế đâu, trả cho ta. Cái gì mà kiếm chuẩn đế chứ? Diệp Đào làm ra vẻ nghi hoặc. Lâm Tinh lúc này sánh ống tay áo chửi ầm lên, không cần mặt mũi đúng không? Ta người này có cái tật xấu, vì bảo bối kiên quyết không cần mặt mũi. Đây là huynh đệ, nói chuyện tiền bạc sẽ mất đi tình cảm đó. Diệp Đào không để ý tới khuôn mặt đen thui của Lâm Tinh, còn một cánh tay khoác lên trên bờ vai Lâm Tinh, cười tủm tỉm nói ra: người luôn đi cùng ngươi đâu rồi? Không biết. Mà Lâm Tinh càng đen hơn. Diệp Đào điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ gật đầu, tiện tay để đem Lâm Tinh nhét vào bên trong đồng lô. Chuẩn đế nhà ta nói phải đem ngươi bắt trở về, cho nên tạm thời có lỗi với ngươi. Có lỗi con bà ngươi. Lâm Tinh mắng to định xông ra, nhưng lại bị anh ấn đầu trở về. Vui vẻ lên một chút đi, đời vẫn rất đẹp đó. Diệp Hào cách đồng lô vỗ nhẹ Lâm Tinh. Xong việc, anh liền gật gù đắc ý đi về phía cổ thành. Bên trong đồng lô, Lâm Tinh học máu, không phải là bị đánh học máu, mà là tức học máu. Đây coi mà nó, cái thế đạo quái quỷ gì vậy chứ? Giúp người khác một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Vừa trở về, liền đem hắn trấn áp. Bao nhiêu năm qua, hắn đều chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy. Bây giờ bị bắt, có trời mới biết đến ngày nào mới có khả năng thấy lại ánh mặt trời. Cũng không có cách nào, Diệp Đào có đế binh, hắn không có, chính là thúi hoắc như thế. Tiến vào cổ thành, Diệp Đào lần đầu tiên nhìn vẫn là tiên võ đế kiếm ẩn sâu trong lòng đất. Pháp khí bản mệnh của đế tôn vẫn còn đó, vẫn ở tại trạng thái ngủ say như cũ. Đến tận lúc này, Diệp Đào cũng không biết pháp khí của đế tôn vì cái gì mà giấu ở nơi này. 2-3 giây sau, anh mới thu lại ánh mắt. Thần thức quét hết cổ thành một vòng, tuyệt nhiên không phát hiện ra lục đạo ứng kiếp. Bất lực, anh mới nhìn vào đồng lô, nhìn nhìn Lâm Tinh, nhưng cuối cùng không mở miệng hỏi. Vì con hàng kia thực sự đang nổ khí xung thiên, tìm hắn để hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời. Các ngươi là có nhìn thấy hình ảnh thánh thể đại triển thần uy hùng vĩ tới cỡ nào hay không? 10 chúng tộc, mấy ngàn tôn đại thánh bị thánh thể một mình giết cho quân lính tan rã. Ngay cả Kim Ngư Vương bị giết, còn dám nói chư thiên chúng ta không có người nữa sao? Sớm biết có vở kịch này, ta liền nên tới sớm.
Màn đêm tại U Minh Cổ Thành phi thường náo nhiệt, từng quán trà, tửu lâu luôn có một người phun nước bọt bay loạn đầy trời. Nó chính là Trần Đại Chiến hôm nay. Đem chiến tích trước đó của Thánh Thể cũng đều nhắc lại. Đường đường chính chính nói hết một lần, rước đến một đám khách há hốc miệng lắng nghe. Diễn Đào mỉm cười, khẽ thấp xuống áo choàng nhẹ nhàng đi qua. Trên đường đi, bóng người náo nhiệt, từng tòa lầu cát đều treo đèn lồng đỏ chót. Âm thanh gà to cùng tiếng rao hàng không ngừng vang lên, lộ rõ sự phồn hoa của nhân thế. Đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, Diễn Đào cũng vui vẻ, thanh nhàn trên đường đi dạo. Dọc đường đi, anh không chỉ một lần thở dài. Tu sĩ tới tham gia bán đấu giá, hoàn toàn chính xác không hề ít. Trong đó cũng không thiếu đại thần thông giả. Trong đó còn có hai ba tôn chuẩn đế, không Hiển Sơn, không Lộ Thủy. Bất giác, anh đối với người tổ chức cuộc đấu giá cảm thấy hứng thú nồng đậm. Trần Hỏa mà cũng lấy ra đấu giá, chỉ một điểm này liền đủ chứng minh lai lịch của đối phương. Làm không tốt, lưng còn có thể tựa thế lực lớn. Tiểu hữu, có phải cần Trần Hỏa hay không? Ta sẽ bán rẻ cho ngươi. Diễm Đào lúc đang đi, đối mặt liền đụng phải một lão đầu gầy khòm, mái tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, rõ ràng rất lôi thôi. Lúc nói chuyện, một hàm răng vàng khè lộ ra rất là chói mắt. Người có Trần Hỏa thật sao? Diễm Đào nhíu lông mày, trên dưới quét mắt nhìn lão đầu gầy kia. Hàng thật, giá thật đó. Lão đầu gầy kéo Diễm Đào tìm đến một nơi ít người, còn rất thần bí. Trước tiên nhìn nhìn tứ phương, lúc này mới giơ lên tay áo. Trong tay áo hóa thành càn khôn, chính là một phương thế giới. Bên trong đó treo lấy từng đóa hỏa diễm, màu sắc gì cũng đều có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Diễm Đào không nói gì, xích lại gần một chút, ngừng mắt nhìn chậm chậm. Chợt nhìn thì những hỏa diễm này thật đúng là giống chân hỏa. Thế nhưng những hỏa diễm này cũng không phải là chân hỏa, mà không có lệ đều là thú hỏa. Chỉ có điều bên trong mỗi một thú hỏa đều dung nhập một tia bản nguyên chân hỏa. Nếu không phải người trong nghề, thật đúng là nhìn không ra. Diễm Đào xoa xoa cầm, lại một lần nữa trên dưới dò xét lão đầu gầy, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này có lẽ thực sự có chân hỏa. Nếu không, một tia bản nguyên chân hỏa bên trong thú hỏa kia đều ở đâu ra mà có? Coi như không có chân hỏa thì tất cùng chân hỏa cũng thoát không khỏi liên quan. Thế nào, ta không được gạt ngươi chứ? Lão đầu gầy vuốt vuốt tròn râu. Nếu muốn, lão phụ có thể bán rẻ cho ngươi. Sau lần này, ngươi có muốn cũng không tìm được. Cầm thú hỏa giả làm chân hỏa, lừa gạt thầu bối, ngươi không thành thật. Cái gì mà thú hỏa, đây là chân hỏa đó. Được rồi, đúng là chân hỏa. Chân hỏa của ngươi, ta mua hết, ra cái giá đi. Diễm Đào nghe mà muốn bật cười, rõ ràng là thú hỏa, là Diễm Kích nói là chân hỏa, anh cũng lười tranh cãi. Thú hỏa thì cũng là lửa, tiến hành tinh luyện cũng có thể dung nhập vào bên trong tiên hỏa. Dù sao thì thà có còn hơn không, tụ ít thành nhiều mà. Đều muốn, người mua hết được sao? Lão đầu gầy liếc nhìn qua Diễm Đào. 1.000 vạn nguyên thạch ta thu hết. Diễm Đào xách ra một túi trữ vật. Này, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Lão đầu gầy mắng ra, đây là chân hỏa, mỗi một loại đều là trân bảo vô giá. 1.000 vạn liền nghĩ mua hết sao? Đùa cái gì vậy chứ? Không bán thì thôi. Diễm Đào nói, quay đầu muốn đi. Ê, đừng nha. Lão đầu gầy bước nhanh một bước, nếu là Diễm Đào, thần sắc lúc trước dựng râu trừng mắt, giờ đổi thành cười ha hả. Thêm một chút, lại thêm một chút đi, 1.000 vạn thực sự quá ít. 1.000 vạn nhiều hơn thì ta không có. Có bán hay không? Bán thì bán. Lão đầu gầy phải gọi là dứt khoát, từng đóa hỏa diễm để cho vào túi trữ vật. Sợ Diễm Đào đổi ý, trên tru đút cho Diễm Đào, còn một bé mặt lời lẽ khuyên nhủ nói lia lịa. Cũng vì nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, nên ta đành ăn một chút thiệt thòi, tạm thời coi như kết một mối thiện duyên. 1.000 vạn mua được nhiều chân hỏa như vậy, thật có mẹ nó cao hứng mà. Diễm Đào tiếp nhận vừa giúp đời, vẫn không quên vỗ nhẹ bả vai lão đầu gầy. Ngươi đi đường ban đêm cũng đừng rơi xuống hố đó. Hả, ngươi cái thằng tranh con, nói chuyện thế nào vậy chứ? Hẹn gặp lại nha.
Diễm Đào đã đi xa, đưa lưng về phía lão đầu gầy, khoát tay áo. Nếu không phải cần hỏa diễm để tinh luyện thì anh sẽ không dùng tiền mua thú hỏa. Nếu không phải anh là người bận rộn, tất nhiên sẽ đường đường chính chính cùng lão đầu gầy thật tốt trả giá bớt một xíu. Không phải là nổ, anh có thể chặt tới 5 triệu mà không cần thở. Cũng chính là anh, cái thằng siêu cấp đại phú hào này, nếu đối lại là người khác, dùng 1.000 vạn binh thạch đi mua thú hỏa sao? Đó thực sự là đốt tiền nấu trứng. Chỉ có điều, câu hẹn gặp lại kia của anh là thực sự bao hàm thâm ý. Anh lại chắc chắn lá đầu gầy kia nhất định có chân hỏa, cho nên anh đã ở trên thân lá đầu gầy gieo xuống ấn ký. Chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, anh sẽ đi lượt chân hỏa của lão kia. Ra khỏi đường cái, Diệp Hào rẽ vào hai góc phố tại một nơi hẻo lánh thuê một tiểu viên. Sau đó anh còn xuất ra kết giới bao trùm tiểu viên. Làm xong những chuyện này, anh mới khoanh chân ngồi xuống, lấy Chu Thiên làm vật dẫn kêu gọi Nhân Vương. Hôm nay anh làm ra động tĩnh lớn như vậy, Nhân Vương không có lý do gì không biết, nhưng lại là một chút hồi âm đều không có. Quả thật là quá quỷ dị. 3 đến 5 giây sau, anh mới mở mắt, âm thầm lắc đầu. Đã nhiều lần kêu gọi, anh vẫn không thể nào liên hệ được với Nhân Vương. Bất lực, anh đành phải tạm thời gác lại chuyện này. Theo anh, nhẹ nhàng phất tay một cái, một giọt máu tươi hiển hóa, chính là máu Tần Nguyễn Vương bị anh dung nhập vào hư vô, cùng một thời gian đó kết động ấn quyết thông linh. Tiếc nuối chính là nơi này vẫn là chưa thể thông linh thành công. Lớp mặt anh hơi nhíu lại, nhìn về phía hư vô, giống như có thể cách phiêu miểu trông thấy bình giới. Thông linh nhìn là không được, duyên cớ cũng hóa là vì anh. Vấn đề xuất hiện ở bên giới, giờ phút này cảm xúc là rõ ràng nhất. Hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng thần bí bao trùm bên giới, ngăn cách hai giới, người và bên giới. Làm cái quái gì vậy chứ? Diễn Đào thì thầm, anh chắc chắn bên giới tất đã có chuyện phát sinh, bằng không thì cũng sẽ không bị như vậy. Có điều anh cũng không lo lắng cho an nguy của bên giới. Bây giờ thiên địa nhân tam giới, bên giới là cường đại nhất, có một tôn đại đế, còn có một tôn thắng thế đại thành, xem như hai vị chí tôn có thể nói là vẫn như thành đồng. Về điểm này, lần thiên ma xâm lấn bên giới kia là minh chứng tốt nhất. Thiên ma ngàn dặm xa xôi giết tới bên giới lại bị diệt toàn bộ. Có lẽ đó cũng là một lần chật vật nhất trong vô số lần thiên ma xâm lấn, cũng là khó xử nhất. Hai tôn đại đế bị đổ sát là thảm thiết tới cỡ nào. Nói tới chí tôn, Diệp Đào lại không khỏi nghĩ đến thiên giới. Thiên giới cũng có đại đế còn sống, chính là đạo tổ Hồng Quân. Thiên giới có đạo tổ, minh giới có minh đế cùng đế hoàng, đều có chí tôn. Thế lần này tới lần khác, nhân giới bọn họ lại không có. Anh liền có chút không nghĩ ra, còn thuộc về tam giới, vì cái gì mà nhân giới yếu như vậy? Chắc vấn đề nằm ở nhân phẩm. Người tới đây, anh hung hăng xoa xoa hai bàn tay, phải mau chóng tăng cao tu vi, đem đế hoàng thông linh qua. Tam giới đều có chí tôn tọa trấn thì lúc này mới được cân bằng. Sắc trời đêm đã khuya, Diệp Đào nhắm mắt đã tọa, sau khi điều chỉnh tâm cảnh liền thả ra 100 loại thú hỏa